Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Pixel Gun và mình là Thanh Easy đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì chúng ta sẽ đi lấy quả trứng thôi, chắc chắn rồi. Ngày nào cũng phải đập trứng phát đấy. Và sẽ đập cái hòm này luôn. Nào, hy vọng ta sẽ được một đồ xịn đây. Nó là cái gì đây? Đừng bảo là free spin nhá. Được một cái classic sticker pack này. Để sử dụng trong chat à? Ít ra không phải là vàng. Vẫn là ngon chán đúng không? Trong khi chat thì mình chưa ở chat trong này cơ. Mình sẽ bắt đầu đập quả trứng ra ở trong con pet này. Đấy, quả trứng này như mình có rồi. Có thỏ à? Con rabbit này anh em, chúng ta sẽ được thêm một con thỏ này. Khá là đẹp ta. Rồi, đây chính là con thỏ. Để cho anh em xem nhá. Đây chính là rabbit. Thỏ ngọc. Khá đẹp. Vậy cho tên nó là gì nhỉ? Mình sẽ tên cho nó là Hàng Nga nha. Có phải nghe khá là ấy ta. Thỏ à? Thỏ thì nó liên quan đến ai nhỉ? Chúng ta xem nào. Cái đứa mà đi cùng với nhóm Luffy tên là gì nhỉ? Tên là thỏ, không nhớ tên là thỏ. Có đấy là gì nhỉ? Tay thỏ ấy. Không nhớ tên là gì. Thôi rồi, mình cứ đặt tên cho nó là để nguyên tên vậy nha. Thì mình sẽ đặt lại sau. Rồi mình sẽ dùng con thỏ luôn nha. Cái con đứa con gái đi cùng team Luffy mà đang đánh nhau với không nhớ tên. Nó không nhớ tên nó là gì luôn. Rồi kệ thôi, chúng ta sẽ lấy con thỏ và đặt vào đây luôn nha. Equip này. Mình sẽ được thêm 50 game nữa. À không phải, 50 game để nâng cấp nó lên. Hơn 200 game thì vẫn phải tiết kiệm tiền thôi anh em. Và chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mình sẽ đi vào trong cái phần Buster này. Hôm qua chơi ở chế độ này, Deadly Game này. Point Capture. Deadly Game thì không được sử dụng cái kia. Cái này cướp cờ thì mình cũng không hiểu cái chế độ cướp cờ lắm. Co-op Survival. Cái này là chơi để sinh tồn khỏi zombie thôi, cũng chẳng có gì cả. Bắn nhau phải bắn team fight hoặc là deathmatch này mới hay này. Chơi mấy cái kia thì không hay lắm. Chơi cái này mới hay nhất. Knight Party à? Chà. À mình có một cái búa mà, đúng không? Vào đây. Vãi lúa. Đâu rồi? Chết mày đi, một bổ rồi. Máu. Ui. Quay đâu ấy em? Quay đâu rồi? Bổ vào đầu rồi cơ mà nhờ. Thế quái nào không chết ta? Chết luôn rồi. Nó đốt lửa. À, nó là cái fire off. Đốt lửa lan cực kỳ thấm luôn. Nào. Vào đây. Và trước mặt là cái fire off nó khỏe quá nhỉ. Thật ra cũng không đến nó không quá khỏe như chúng ta nghĩ đâu. Fire off này, double kill. Hay lắm. Quái double kill đấy. Đâu rồi? Mấy kia ở đây. Giết nó. Mình sẽ đợi một chút vậy. Chết mày đi này. Kết thúc này. Trả thù. Báo thù. Chúng ta báo thù thành công rồi. Và tiếp tục ăn máu. Hay lắm. Lên đây còn máu không? Hết sạch máu rồi. Máu này. Vãi thật cái fire off. Vướng này. Giết mày luôn. Xong luôn. Mình đang bị đốt máu quá thấm. Ok. Úi dồi ôi, thẳng mặt cái chết luôn kìa. Cái phép bá đạo ấy nhỉ. Phải nói cái cây gậy phép thuật này bá đạo vãi cháy. Đâu rồi. Thế quái nào nhỉ, sao nó nhảy lên đấy được. À. Con khỉ này đã chết. Vào đây.
Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Nó quyết không. Ô, đằng sau ạ. Mình cứ mải bắn đằng trước, thằng sau nó giết mình luôn kìa. Mày chết, mày chết, mày chết này, double kill. Double kill luôn nha. Mấy anh vào đây, đứng thứ 4 đấy, chẳng phải. Ghê thế nhở. Cái leader sword thì như nó cũng bằng giá mình thôi. Nemesis kill, hay 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 hay. Hay 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 này, đã thế này, chiến hết luôn. Cái fire off, gặp ngay fire off là đúng là biết là số phận là sẽ chết rồi. Không cái nào khác. Còn mấy giây nữa, mình vẫn bị trừ mất 6 cái cúp nhở. Chúng ta ở bên team thua. Chúng ta đứng ở cái nửa cuối bảng xếp hạng, giết được có 10 thằng mà tại sao lại đứng thứ 5 vậy? Thằng này cũng giết được 10 thằng này. Bó tay.com. Có hàng do giết dã nhiều nhở mà cuối cùng không ấy được. Thật sự bất công. Bất công vãi. Chết mày này, không kịp vào à hả? Đốt lửa rồi, lấy máu, lấy máu, lấy máu, lấy máu, lấy máu. Vào thẳng kia đánh nhau đi. Ủa cái fire off kìa. Vãi lúa. Vào đây, vào đây. Chết, 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 mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi. Chết mày đi. Nó cũng chết. Ở trời, tiến sao cái chuột của mình chán nhở. Đây, lắc lắc lắc. Vẫn là cái fire off hay không đúng không? Fire off khó chịu lắm. Nó cái fire off cực kỳ khó chịu luôn. Sao mình có mỗi một thằng này, hai có hai thằng trong này vậy? Thế quái nào? Có hai thằng trong này thôi. Đốt máu ghê quá, đốt máu ghê quá, đốt máu ghê quá. Đấy, bị cắn chết rồi. Revenger cho báo thù rồi. Cái da nó không quá khỏe đâu. Ơ, nó ở đâu ấy? Bắn sao vậy? Có giáp đi, có các kiểu kìa. Nhưng mà sao có hai thằng thôi nhỉ? Vào đây. Chết mày này, bổ kiểu gì mà chết vậy? Mình sắp chết, mình sắp chết, mình sắp chết, mình sắp chết, bị độc. Rồi, vãi thật. À, nó bắn từ ngoài này vào, nó cũng có thể chết được mình ạ. Chạy, 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 chạy. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Không được, không được. Có để khó chơi phết đấy. Không dễ dàng để đánh được bài bọn này được. Vào đây, vào đây này, vào đây này, đúng rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, trời ơi, đông thế. Quả đấy mình có thể giết được nhiều đấy. Cái búa của mình rất có lợi khi mà có nhiều thằng. Ăn máu, ăn máu, ăn máu, ăn máu, bổ đầu, headshot, 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 sắp chết rồi, nhìn là biết sắp chết rồi. Còn ít máu quá, thì hẳn bổ phát đầu. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Revenger trả thù, trả thù, trả thù. Lùi, 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 lùi. Ok. Nghĩa cần lấy. Cuối cùng đã chết rồi, lên bản điểm số rồi. Chết
chết luôn. Ôi giời ơi, vào đúng cái tầm sử dụng vũ khí của nó này thì làm sao? Ít ra thì chúng ta đứng thứ hai hoặc thứ ba gì đó, và mình được thêm 15 cúp đứng thứ hai. Giết được 8 mạng này, thằng kia giết được 10 mạng kìa. Nó chỉ hơn mình có đúng 2 mạng thôi mà. Và chúng ta lên level 16 này, chúng ta sẽ unlock được thêm một số đồ cũng như được thêm game. Mình sẽ ra đu map đi. Chúng ta sẽ sang cái map mới xem như thế nào đây. À, bãi biển. Đi ra bắn súng thì nó còn hay ho một chút như thế này đây. Dao khó chịu lắm. Vãi lúa thật, bắn như thế mà không chết kìa. Nó hóa quỷ ạ. Từ từ thôi, cho đi từ từ thôi. Đánh nhau là đâu ấy? Bắn cái gì ra vậy? Ui dồi ôi, súng này nó bắn xong. À, nó có đôi giày có thể bay lên cây được à? Acid là sao ta? Kin acid vậy? Hết đạn. Hết đạn, đây mới hết đạn này. Hóa quỷ. Vãi lúa. Không kịp chạy luôn, thằng này nó bắn cung mình. Cái này nó dựa vào vũ khí nhiều quá đúng không? Thế như mình thấy là thế. Ơ, à, ở đâu nhỉ? Bắn cung đằng sau à? Khó chịu, vãi lúa ra. Ok. Sao mấy thằng vậy? Sao mình đông vậy? Sao đoạt kia acid vậy ta? Đùa nhau. Mày này đã không biết được mà một phát là Revenger báo thù. Chết mày đi này, thỏ ngọc cắn à? Phải con thỏ cắn đâu vậy? Ơi nó ở đâu vậy? Nó trên đỉnh đời à? Trên mặt nóc nhà này. Nó dùng cái jetpack nó lao lên nóc nhà. Lại không chết, đứng sau lại không chết, headshot. Bắn mãi mới chết đấy. Tôi cứ đi dần dần ra phía sau như thế này thôi. Đây. Thôi chết tôi rồi. Biết ngay mà, súng 4 nòng à? Và chúng ta vẫn được cộng thêm 21 cái cúp ấy, cũng chẳng đùa đâu. Mình được bao nhiêu mạng đây? 4 mạng này. Thế sao mình đứng trên mấy thằng 6 mạng vậy ta? Chắc là mình kill acid nhiều, đúng rồi, cái điểm acid nhiều. Ok. Đợi thôi, đợi nó ra đi á. Bắn nhau đi xong mình vào mình bắn ăn hôi thôi. Đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Vào đây. Đấy thôi, người bắn thế thôi, phát thôi. Ăn máu. Bắn độc à? Cũng bắn độc à? Magic, bắn là ma thuật.
Nó ở đâu nhỉ? Hiện tại là phòng đang rất khá là ít người nên không biết nó ở đâu. Kìa rồi, mình nhìn thấy nó, chúng nó ở kia rồi. Đi thôi, cứ đi theo mép mép này thôi, đừng có đi giữa làm gì cả. Giữa thường hay rất là đông bọn nó bắn. Đây 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 đây. Đi đâu này? Ôi, đừng 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 có rơi xuống. Chết mày đi này. Đứng nguyên tại chỗ à mà thắng nó. Ơi giời, ở đâu nhỉ? Vô số thằng thằng vào này, Oliver. Đông đấy. Có vẻ hay. Là mình thấy bọn nó kia rồi. Chết tôi. Chết tôi. Chết rồi, nó ném luôn cả một cái chai gì vào đầu mình kìa. Súng nó ngon hơn mà, súng nó có cả cái tia laser chắc gì ở kia kìa. Mày có giáp để đánh bắn làm sao? Rồi ôi, hai thằng của đấy đang ép mình có thể kill được không? Điền thế nhờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, có một số thằng đang. Ở đâu nhỉ? Ở sau à? Lại là với cái thằng Magic Bow này, nó có cái jetpack lợi quá. Phải nói cái jetpack quá lợi đấy. Mình xuống thứ ba rồi. Nhẹ nhàng một bé thôi. Thường nó hay xuống từ dưới thế này này, nhiều lắm, đông lắm. Theo mình nghĩ nó hay xuống từ dưới này rất là đông. Có con chó bị vướng đây này. Bắn nhau trong cái nhà. Chết mày. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Revenger mình báo thù được ở trên đầu mình ạ. À. Mình không để ý luôn. Phải nói thôi. Xin acid. Xin acid. Xin acid. Xin acid này. Giáp luôn. Ui, từ đằng sau đằng trước các kiểu nó quay vào này. Rồi nó còn bay tận nơi chứ. Đáng sợ, rất đáng sợ. Mình thứ hai đấy. Vãi lúa. À hình như mình giết mấy thằng kia đông quá nên là đứng cho đứng thứ hai. Finish ở đằng kịp quay ra anh em ạ. Yes. Thứ ba. Ôi. Thế là có 7 mạng. Ủa. Tí thì đứng thứ nhất được kìa. À không được, thằng kia nó giết nhiều hơn. 8 mạng và cái điểm số nó tốt hơn rất là nhiều so với mình. Hay hay hay, phải nói rất hay. Chúng ta sẽ random ra một map nữa nhá. Để có thể xem đối đầu với trận đối với ai đây. Ai da, cái này giống như ở Minecraft nhỉ. À mình biết cái cửa này. Cửa này khá là khó chịu. Cửa nhìn là khá đau mắt. Thật sự như thế đấy. Một bé. Xem nào, ở đâu nữa nào, ra đây hết đi, đạn kìa. Tên lửa đuổi à? Tên lửa đuổi, tên lửa đuổi, tên lửa đuổi, tên lửa đuổi ở đâu nhỉ? Hai thằng hai bên ạ. Nó kẹp vào giữa như kẹp bánh mì này. Vãi lúa thật. Revenger, Revenger, Revenger. Nó ở đâu nhỉ? Trên 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 kia, trên kia, trên kia. Mình nhìn thấy rồi nha, trên kia nha. Trời ơi.
phát hết so trên luôn. Vãi lúa thật. Ăn may vãi trưởng. Quả đó phải thực sự rất ăn may. Ôi súng. Thằng này nó bắn một quả đạn đuổi ạ. Súng thứ hai rồi. Mày nhờn này. Top 1 ngay. Hai thằng tranh nhau top 1 luôn đấy. Đâu rồi? Xong này, xong này. Đây này, đây đang bắn nhau đây này. Bốc hơi rồi, bốc hơi rồi. Ủa, sao nó giật lại vậy? Ôi, thằng kia đang bắn dở, bị con sao vì sao bắn chết nhỉ? Đấy hiểu nữa tại sao bắn chết luôn. Bó tay, quả này đang bắn dở mà. Dần 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 làng, dần làng, dần làng. Chết ngay. Kinacid. Anh né ngay mà né quanh cái gốc cây, buồn cười vãi. Thế cuối cùng vẫn giết được nó. Ok, top 1 rồi. Hay lắm, 48 cây cúp luôn. Thấy chưa? Đâu phải là đơn giản. 6 mạng đấy, 300 score, 10 coin này. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Pixel Gun. Bye bye.